Quá trình cải tạo sân vận động quốc gia Rajamangala của Thái Lan cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã đạt khoảng 80%. Ghi nhận mới đây từ sân vận động này cho thấy, sân cỏ đã được cải tạo liên tục bằng cách cắt cỏ, bón phân và tưới nước thường xuyên. Hiện tại, mặt sân đã rất xanh và mượt. Một số ghế ngồi mới được thay thế và lắp đặt bổ sung trên khu vực S của khán đài. Tất cả ghế mới đều là loại ghế gập cùng loại với những chiếc ghế trước đó. Còn khoảng 2 tuần nữa, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi họ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc vào ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Rajamangala.